Liên minh huyền thoại là một trò chơi đồng đội và mỗi người chơi trong đội sẽ có tính cách khác nhau. Bên cạnh game thủ trẻ trâu bị cộng đồng nhớ mặt đặt tên với hành động toxic, thì cũng có những kiểu game thủ được mọi người hết mực yêu mến, hâm mộ. Hôm nay, hãy cùng xem game.com tìm hiểu top 10 kiểu game thủ được cộng đồng yêu thích nhất trong Liên minh nhé! Anh hùng thầm lặng. Trong trò chơi, dù bạn có giỏi hay có kỹ năng đỉnh cao đến thế nào thì cũng có lúc phong độ đi xuống. Những lúc như vậy, được gánh bởi một đồng đội nào đấy đang ở phong độ cao là một sự may mắn mà không phải trận đấu nào cũng có được. Thông thường đối với những game thủ gánh team thì họ sẽ được tung hô và nhận rất nhiều lời khen. Thế nhưng không phải người nào cũng hứng thú với những lời khen như thế, mà đôi lúc bạn sẽ gặp kiểu game thủ tỏ ra lãnh đạm với lời có cánh từ đồng đội mà chỉ luôn tập trung vào ván đấu một cách rất bình tĩnh, lạnh lùng. Với kiểu tính cách như vậy, những game thủ này sẽ rất ngầu trong mắt đồng đội với hành động vô cùng bản lĩnh. Và chắc hẳn dù lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, họ cũng được yêu thích, vinh danh sau trận đấu bởi cả phái nam lẫn nữ. Anh cả của team. Bên cạnh các Gosu được yêu thích bởi độ ngầu và kỹ năng thượng thừa, một trò chơi đồng đội cũng sẽ không tránh được những lúc xảy ra cãi vã giữa những thành viên với nhau. Nếu không giải quyết kịp thời thì dù có nhiều anh hùng thầm lặng như thế nào đi nữa, thì một combat tổng 3v5 luôn là quá khó để giành chiến thắng. Vì thế trong team luôn cần một người trưởng thành, luôn đứng ra lãnh nhận trách nhiệm và hàn gắn các mắt xích với nhau. Đối với những game thủ này, mặc dù họ sẽ không sở hữu kỹ năng cao hay thể hiện độ gánh team mạnh mẽ như những anh hùng thầm lặng, thế nhưng họ luôn là người động viên và khen ngợi khi cả đội đang có xích mích hoặc nản chí. Đôi khi chỉ là những lời nói động viên nhẹ nhàng, bạn sẽ cảm thấy có tinh thần và củng cố niềm tin thêm rất nhiều, dù lượng vàng của cả hai đội có một khoảng chênh lệch lớn. Với một tựa game đề cao tính đồng đội như Liên minh, khi một đội đã có niềm tin, gắn kết cùng nhau, giao tranh từ đấy sẽ trở nên mượt mà hơn. Và từ đấy giành được những kết quả có lợi cho bản thân. Người kiểm soát bản đồ. Một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng rất quan trọng mà người chơi thường xuyên bỏ qua, đó chính là cắm mắt và kiểm soát bản đồ. Đây là công việc của cả một tập thể, nhưng đôi khi với một máy chủ có lối đánh hổ báo và giao tranh nổ ra ở khắp mọi nơi, thì hỗ trợ cũng như các vị trí khác thường xuyên bị quấn vào giao tranh liên tục. Nhưng sẽ có những lúc bạn may mắn gặp được một hỗ trợ hoặc người đi rừng hiểu được điều đấy và luôn lặng lẽ hoàn thành công việc kiểm soát bản đồ một cách chăm chỉ. Mặc dù không thường xuyên được vinh danh như những game thủ có kỹ năng cao, thế nhưng về bản chất, họ cũng là những anh hùng thầm lặng của Liên minh đấy. Sự chắc chắn, chăm chỉ và kiên nhẫn sẽ luôn được đồng đội đánh giá cao. Và nếu như không có họ, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào biết được vị trí của đối phương và tổ chức một cuộc giao tranh hợp lý trong trận đấu. Người pha trò. Liên minh huyền thoại về cơ bản vẫn chỉ là một trò chơi giải trí, vì thế đôi lúc sẽ có những trận đấu thường để bạn bè có thể thoải mái tinh thần và giải trí sau những giờ học tập, lao động căng thẳng. Trong những trận đấu for fun như vậy, luôn có một người pha trò, tấu hài khiến trận đấu trở nên vui vẻ hơn. Đối với những người pha trò, họ thường hiếm khi là những game thủ có kỹ năng cao, hoặc nếu có thì họ cũng sẽ không chọn các vị tướng thuận tay, mà thay vào đấy là những lựa chọn mang tính giải trí cao như Susan, Sync, Teemo để troll đối phương, đồng đội nhiều hơn.
Đôi lúc gặp những game thủ như thế này, bạn phải luôn thủ sẵn tâm lý, phải gánh họ trong suốt game đấu. Tuy nhiên, người pha trò thường chỉ xuất hiện mỗi khi có một nhóm bạn tụ tập lại và rất hay có những pha xử lý mù mắt, gây cười cho đồng đội. Cũng chính vì sự hài hước bẩm sinh của mình mà những game thủ này thường được yêu mến dù kết quả của trận đấu có thế nào đi chăng nữa. Game thủ đi rừng luôn để ý mục tiêu lớn. Như các bạn đã biết, khu rừng Summoner's Rift đã thay đổi rất nhiều so với mùa trước và mục tiêu lớn giờ đây là những thứ vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Thế nhưng đôi lúc người đi rừng non kinh nghiệm sẽ chẳng quan tâm đến điều đấy và bỏ qua mục tiêu lớn vào tay đối phương một cách dễ dàng. Chính vì sự thiếu hụt lượng người đi rừng ưa thích việc kiểm soát mục tiêu nên đồng đội sẽ vô cùng trân trọng nếu có một người chơi như vậy xuất hiện trong đội hình. Những game thủ này có đặc điểm luôn lấy việc kiểm soát là mục tiêu hàng đầu trong trận đấu. Họ luôn tìm kiếm người đi rừng đối phương trên bản đồ và luôn xử lý những con rồng, sứ giả, Baron một cách gọn gàng nhất. Chắc chắn với một meta loạn lạc như hiện nay, chỉ cần làm cho người đi đường an tâm và tập trung vào lane của họ thì bạn đã ghi được điểm tuyệt đối trong mắt họ rồi đấy. Người mở giao tranh xông xáo. Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp dù team bạn chênh lệch vàng so với đối phương rất nhiều, thậm chí hơn về mọi mặt, từ chỉ số lính đến điểm hạ gục, nhưng lại bị đối phương bóp nghẹt từng trụ một ở các khu vực đường một cách từ từ dẫn đến mất cả bán đấu chưa? Chắc hẳn là có, và câu trả lời cho sự bất hợp lý này chính là việc đội hình bạn di chuyển đơn lẻ quá nhiều và không có một người mở giao tranh. Tưởng chừng như là một việc ai cũng có thể làm được, thế nhưng để trở thành một người mở giao tranh tốt thì không phải ai trong đội hình cũng có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo. Người mở giao tranh tốt thường là người chơi đường trên. Họ thường bắt đầu một cuộc giao tranh bằng một pha bắt cóc chủ lực đối phương và tìm được đường thoát thân trước khi thanh máu tụt về không. Hai việc tưởng chừng như đơn giản này cần rất nhiều kỹ năng, công cụ để có thể hoàn thiện. Và nếu như bạn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, bạn có thể đem về chiến thắng dù có một giai đoạn đi đường kém hơn đối thủ đấy. Thánh kéo. Mặc dù đã ra mắt từ rất lâu vào khoảng năm 2013 trở về trước, thế nhưng những vị tướng hỗ trợ dạng kéo như Thresh, Blitzcrank hay Nautilus vẫn luôn là lớp tướng được rất nhiều người ưa thích và không bao giờ là một lựa chọn tồi. Thậm chí, Blitzcrank còn là tướng hỗ trợ được yêu thích nhất ở bậc hỗ trợ dưới vàng. Còn Thresh là nơi được đặt chọn niềm tin nếu bạn đã bước qua ngưỡng cửa kim cương. Chính vì sự yêu thích quá lớn của người chơi dành cho các vị tướng này nên những người chơi tốt lớp tướng hỗ trợ dạng kéo nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ phía bạn bè và đồng đội. Bạn có thể là một Blitzcrank có KDA không đẹp, thế nhưng chỉ cần bạn tốc biến, kéo trúng xạ thủ ở những góc khó thì bạn chả khác gì một ngôi sao lớn trong trận đấu. Đôi khi với những người chơi Thresh hay Blitzcrank thượng thừa, họ còn được phong danh thánh kéo một cách oai phong và luôn nhận được hàng tá vinh danh sau trận đấu dù chỉ là một hỗ trợ. Chùm bảo kê. Bên cạnh thánh kéo như Thresh hay Blitzcrank thì những hỗ trợ bảo kê cũng được game thủ vô cùng yêu thích, đặc biệt là xạ thủ cung đường. Những game thủ này có đặc điểm làm mọi thứ vì xạ thủ và để cho xạ thủ được bắn lâu nhất có thể bằng khả năng búp giáp hay hồi máu của mình. Người chơi tốt Janna, Lulu, Soraka hay thậm chí Morgana với khả năng búp giáp, hồi máu sẽ khiến cho đối phương không thể đụng vào được xạ thủ dù chỉ là một đòn đánh thường. Chính vì luôn được bảo vệ an toàn trong vòng tay của một hỗ trợ đáng tin cậy, nên xạ thủ luôn có xu hướng thích chơi với những hỗ trợ bảo kê hơn các hỗ trợ dạng khác.
vì búp thì không bao giờ trượt. Game thủ hiểu ý đồng đội. Với một trò chơi nổi tiếng thu hút hàng triệu người chơi như Liên Minh thì sẽ có rất nhiều thành phần khác nhau được xếp chung vào một trận đấu. Mặc dù đa số thường chẳng hợp nhau, nhưng cũng có một số ít game thủ tìm được một đồng đội cạ cứng của mình chỉ sau một game đấu. Những game thủ này thường có đặc điểm chung là có kỹ năng rất tốt và rất biết cách phối hợp một combo với bạn và đồng đội. Họ cũng có thể là những người bạn chơi chung lâu ngày mà bạn hiểu rõ đến mức chỉ cần nhìn vào cách di chuyển của họ, bạn cũng đủ hiểu họ muốn đánh hay là lùi. Chính vì sự tương đồng và hợp ý nên người chơi xếp hạng hiện tại thường đua chung với một người khác để vừa có thể giải trí, vừa có thể tăng thêm khả năng chiến thắng trong trận đấu. Game thủ nữ xinh đẹp. Dạng game thủ cuối cùng và cũng là chùm cuối mà ai cũng sẵn sàng đổ gục, hy sinh vì họ chính là những game thủ nữ sở hữu nhan sắc xinh xắn và cách nói chuyện dễ thương. Đây là một trường hợp không hề hiếm gặp nhưng rất ít khi xuất hiện trong một môi trường thể thao điện tử khắc nghiệt đầy dãy phái mạnh như Liên Minh. Những game thủ này thường có điểm chung là chơi ở vị trí xạ thủ, hỗ trợ, có nhan sắc xinh đẹp mà chỉ cần họ lên tiếng thôi thì cả team sẽ đáp lại. Không những vậy, khi có một game thủ nữ xuất hiện, chắc chắn sự chú ý sẽ đổ dồn vào vị trí của cô nàng và cả bốn người còn lại sẽ ra sức bảo vệ bằng được dù phải hy sinh, trong khi đáng lý hỗ trợ phải bảo vệ bốn người còn lại chứ. Mặc dù kỹ năng của đại đa số game thủ nữ đều ở mức trung bình, thế nhưng đừng bao giờ xem nhẹ những game thủ nữ nhé. Trông thì xinh xắn hiền lành thế thôi, nhưng thử vào game mà xem, họ sẽ khiến bạn ngạc nhiên và trầm trồ không ít đấy. Vậy bạn có phải là một trong những kiểu game thủ kể trên không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!